Thì bạn đã từng xem qua cái series phim Sex Education trên Netflix, một bộ phim về vấn đề về giới tính và rất là nhạy cảm ở cái tuổi thanh thiếu niên đang ở tuổi trưởng thành, rất là đặc biệt. Và mình thích cái bộ phim này cực kỳ bởi vì cái cách mà đạo diễn họ đề cập cái vấn đề nó rất là open và nó rất là dễ cho các bạn trẻ có thể đón nhận. Một cái góc quay rất là đẹp và phải nói góc quay rất có đầu tư, chứ không phải giống như những bộ phim mà nó dung tục, nó rất là thô tục. Bộ phim rất được đầu tư về hình ảnh và âm nhạc trong bộ phim mang tính chất rất nhẹ nhàng ở cái vùng country, một cái vùng nào đó rất là nhẹ nhàng với cái tỉnh đó, nước Anh. Và phim này đã thành công, rất là thành công, và nó được có 3 phần. Nhân vật chính trong bộ phim là một anh chàng ở tuổi trung học, nhưng mà có một bà mẹ là một cái nghề là bác sĩ tư vấn về tình dục. Cái nghề này nghe rất là hấp dẫn đúng không? Nghe rất là lạ. Chúng ta sẽ nghe tới những bác sĩ tâm lý này nọ, nhưng là ít nghe tới bác sĩ về tư vấn như là tình dục. Tác giả cuốn sách này cũng giống như là cái bà má của nhân vật chính trong cái bộ phim Sex Education. Cả hai người đều là những người viết sách và là những người bác sĩ trị liệu tâm lý. Thì bà kia cũng trong phim mà cũng viết sách, thì bà này cũng viết sách tương tự như vậy thôi. Trí thông minh định dược của nên này đạt được giải International Bestseller. Một cái bìa rất là kiểu người nam và phụ nữ đây. Cái bìa rất là đẹp, đơn giản, nó tinh tế thôi, không có cầu kỳ quá. Một cuốn sách tới từ 1981. Chủ đề này là chủ đề 18 cộng. Và vì vậy các bạn trước khi xem cần cân nhắc cái độ tuổi của mình trước khi xem nhé. Đây là cuốn sách cho bạn biết tổng hợp về những cái ca mà cái cô bác sĩ này cô đã gặp được trong những cái trường hợp mà cô tiếp nhận những cái chữa về vấn đề tình dục giữa những cặp đôi yêu nhau, hay là những cặp đôi đã có hẹn cam kết hôn nhân với nhau. Chúng ta vẫn hay nghe những cái câu nói kiểu như là trong tình yêu chúng ta yêu nhiều quá là chúng ta là kẻ người thua cuộc. Những câu này được nhắc khá nhiều trong những bộ phim Trung Quốc. Quan điểm này nó không hề sai trong cái tâm lý học về tình dục, mình tạm gọi nói vậy tại vì trong cuốn sách này nó cũng không có nêu cụ thể quá. Nhưng mà tại sao bạn vẫn yêu say đắm một cái mà crush của bạn, bạn theo đuổi crush của bạn mà yêu rất nhiều, bạn cho đi rất nhiều, nhưng mà bạn vẫn không nhận lại được sự bù đắp hồi đáp về tình cảm như những cái gì bạn bỏ ra. Người vợ của bạn, người chồng của bạn, người phó ngẫu của bạn, họ người ta không có yêu nhiều giống như là cách mà bạn yêu. Thì đó là trong những cách mà như là bạn đã quá dành quá nhiều cái tình cảm và những cái gọi là những cái gì, tất cả mọi thứ của bạn đều hướng về người đó. Thì có một cái quan điểm thế này, nó rất đơn giản thôi, giống như là cái việc mà cái lượng cung và cầu. Thì khi mà bạn cho đi quá nhiều thì người ta sẽ không có coi trọng cái giá trị của bạn, cái giá trị sự tồn tại hiện tại, hiện diện của bạn đối với người ta nó không được quan trọng lắm. Yếu tố khan hiếm thì càng cái gì mà càng khan hiếm càng khó có được thì con người ta lại càng rất là trân trọng và rất muốn có nó. Đơn cử như là ngày xưa khi mà bạn mấy đứa con trai tụi mình thì điểm cao thế nào thì mới được cha mẹ mua cho cái máy PlayStation, máy game, hay là những cái máy Nintendo, Game Boy, Cube đó, mới được cái chơi những cái game như vậy. Để có được như vậy chúng ta phải đánh đổi rất là nhiều thời gian công sức học tập mới được những cái máy đó, cho nên cái lúc mà chúng ta chơi cái game đó chúng ta cực kỳ enjoy luôn. Khác như bây giờ chúng ta đi làm, chúng ta lớn lên ra đời, chúng ta lớn lên chúng đi làm rất là nhiều, chúng ta có thể dễ dàng, cũng có thể là một số người phải trả góp này nọ, nhưng mà nó chúng ta cũng có thể tự mua được bằng tiền của mình. Thì cho nên cái cảm xúc mà khi mà ở những đứa trẻ chất ít như mình á, bây giờ cái gì mà ngồi chơi một cái game PlayStation nó không còn hứng thú, nó không còn hào hứng như cái ngày xưa, những cái ngày mà thổi nhỏ còn được chơi game. Quay lại câu chuyện vấn đề của chúng ta thì hôm nay cái chúng ta tác giả có rất là nhiều cái ca, mình phải nói là rất là nhiều ca, các trường hợp phải nói là nhiều vô số kể, mình kể tóm gọn cho bạn những cái trường hợp mình thấy rất là ấn tượng. Và có những cái trường hợp là những cái cặp đôi họ ở châu Âu và họ đã thỏa hiệp với nhau, mặc dù họ là vợ chồng nhưng mà họ chỉ coi cao là một cái cam kết về mặt tình cảm thôi, và họ không ràng buộc nhau về mặt tình dục, họ không ngăn chặn cái ham muốn của nhau, và họ đôi khi họ có những cái buộc gọi là xét tập thể hay là trao đổi người yêu. Cái này ở châu Á mình thì cái quan điểm nó có chút xíu gọi là hơi lệch lạc về tư tưởng, nhưng mà ở bên châu Âu thì một số người trong cái học thuyết, trong những cái đường lối tư tưởng như thế này thì người ta cho rằng cái việc này là cái việc mà họ trao đổi một cái nhu cầu về cái chuyện đó của họ thôi, nhưng mà cái vật tình cảm, cái phần mà họ vẫn biết là mình là thuộc về nhau, họ vẫn còn yêu thương nhau, chứ họ không có vì cái trải nghiệm kia mà họ đánh mất cái người yêu của mình. Cặp vợ chồng này họ cùng nhau đi tới những cái buổi party như vậy, trao đổi tình với nhau. Thì cái chuyện này hồi đó mình có coi một số bộ phim ở trên mạng hay là trên của châu Mỹ, ở của Mỹ hay của UK họ đóng nhiều, mình có cặp một số trường hợp như thế này. Đến lúc mình xem mình cũng khá là sốc. Mình nghĩ đó chỉ là cái chuyện mà họ phô trương quá lên thôi, họ không có thực tế lắm, nhưng mà thực tế là xã hội nó có những cái trường hợp như vậy. Có cái trường hợp là cách nhau về tuổi tác, cách nhau tới tận 16 tuổi thì cái người chồng là hơn người vợ 16 tuổi,
Thì khi mà cái người chồng họ lỡ cái tuổi tuổi này thì cái ham muốn họ giảm đi rất là nhiều, và đương nhiên là cái cô gái kia đang ở tuổi sung mãn thì cô ta vẫn có nhu cầu tình dục của mình. Thì cái thỏa hiệp giữa hai người này là ông chồng ổng có quan niệm, có cái tư tưởng rất là open, là ổng cam kết với nhau về mặt tình yêu, tình cảm á, về mặt hôn nhân. Nhưng mà ông này, ông do bản thân ổng nhận thức là ổng không có nhu cầu ham muốn gì chuyện đó, cho nên là ổng không ép cái cô này phải tuyệt, cấm tuyệt là kiểu là cái nhu cầu quan hệ của cổ hay là thân xác của cổ là thuộc về ổng luôn, vẫn cho cô này cái khả năng mà cổ nếu có thích, nó cũng muốn, cũng có thể ra ngoài cũng tìm kiếm cái cảm giác đó riêng cho riêng mình, nhưng mà vẫn phải cam kết thì tình yêu biết ai là người quan trọng trong cái cảm xúc của mình. Đó là cái mà mình thấy cũng khá là open trong cái chuyện đó, mặc dù là về nguyên tắc, về đạo đức và những cái thứ châu Á mình đang theo đuổi từ đó giờ thì có chút xíu nó hơi khác với những cái gì mà ngày xưa vẫn hay kể lại. Một cái điểm mà mình điểm cộng trong cuốn sách này đó chính là chúng ta không cái bookmark ha, tại vì mình quên nhắc tới cái vấn đề này. Còn những cái cuốn sách mà có cái bookmark mà được thiết kế theo cái bìa là cái điểm cộng rất là lớn, tại vì nó cho mình cái cảm hứng đọc hơn nhiều. Ngoài ra thì mình sẽ có những cái vấn đề khác, giống như là có những cái cặp đôi mới đỏ đến với nhau, họ ở trong cái cộng đồng BDSM, đó chính là những cái cộng đồng họ là những người thích cái trường phái mà làm nô lệ hay là làm biến hình chó hay là mèo hay là những cái con vật gì đó. Thì mới đầu hai cái cặp này họ đến với nhau là họ là những BDSM, nhưng mà từ từ sau khi mà có họ cưới nhau, họ rất là ok nhau mọi thứ, họ không có vấn đề trước hôn nhân. Nhưng mà sau khi hôn nhân họ bắt đầu cưới nhau có con thì cái bản năng làm mẹ của cô vợ nảy sinh lên, thì chúng ta bắt đầu có những cái cô này chỉ muốn quan hệ và tình dục theo kiểu rất là bình thường, cơ bản giống như người bình thường, chứ không muốn đóng vô những cái vai trò slave hay là phải phục tùng hay những cái mà nó trong thế giới BDSM. Thì đương nhiên cái người chồng này cái tư tưởng và họ vẫn rất là muốn cái kiểu như ngày trước, họ vẫn yêu ở, thì đó là những cái khúc mắc giữa hai người mà cái bác sĩ này họ đã đề ra những cái phương pháp mà những cái cách mà để có thể là chữa trị, cải tiến một cái mối quan hệ của họ. Đặc biệt là trong này chúng ta có những cái cặp vợ chồng đi vào những cái gọi là đổ vỡ giữa hôn nhân, các cặp thậm chí có một anh này là cưới cô này, hai người rất là ok với nhau, rất là hòa hợp với nhau và giống như là những tiền nửa của mình. Nhưng mà về sau này thì cái anh này không còn có khả năng cương cứng trước cô vợ của mình, và dần dần sau này anh này đã bắt đầu đi ngoại tình, và không chỉ một lần hoặc hai lần mà cô anh còn này còn bị kiểu là đi bị phát hiện luôn. Sau đó anh chỉ xin một trạng thái là muốn gắn kết hơn với cái người bạn tình của mình ở ngoài kia, nhưng mà cái cô gái này lại muốn kiểm soát anh này hơn, muốn là cô anh không được quan hệ với vợ của mình mà chỉ quan hệ một mình với cô gái đó thôi. Thì anh này không chịu, anh này nói là muốn quan hệ nhưng mà anh vẫn yêu và vẫn muốn, nói chung là vẫn đặt vợ là quan trọng nhất. Thế là mâu thuẫn gì xảy ra, thế là cô bạn gái bồ nhí này thì cô đã đi kiếm người đàn ông khác. Thì khi mà đi kiếm người đàn ông khác này cũng là lúc mà cái anh chồng này anh đi kiếm tới cái cô tác giả của chúng ta, cái cô bác sĩ điều trị tâm lý đó. Vì cô tác giả mới phân tích cho cái anh bác bệnh anh chồng này những cái vấn đề tâm lý của anh, những cái bên trong cái cuộc sống của anh, và đặc biệt là đại đa số những cái tính cách hình thành của mỗi con người chúng ta lớn lên trong cái nhu cầu tình dục, trong nhu cầu hôn nhân thì đều ảnh hưởng rất là nhiều từ cái cuộc sống gia đình, đặc biệt là từ cha và mẹ đã truyền lại cho chúng ta. Vì vậy cho nên là cái bối cảnh gia đình cũng là một trong những cái mà nó ảnh hưởng khá là nhiều tới cái hành vi của con người. Đó là một trong những cái chủ đề mà bác sĩ, cái cô bác sĩ này cũng vẫn hay thường đề cập tới trước khi mà trong mỗi cái cuộc nói chuyện trị liệu tâm lý cho những cái vị khách hàng của cô. Tổng kết lại thì đây là cuốn sách mà giúp cho bạn có thể một cái nhìn khác về mặt tâm lý học về cái chuyện vô cùng là 18 cộng như thế này. Chúng ta sẽ nhìn góc độ rất là cởi mở và không có phán xét ai hết. Thì nhu cầu và cái sở thích, một cái xu hướng của mỗi người là khác nhau, chúng ta không thể đặt ra những cái lề lối chung quy chuẩn nào hết cho của cá nhân mình lên người họ, bởi vì con người đã có một cái cá thể có quyền tự do ý chí mà mình không thể áp đặt ai hết. Nhưng mà cuốn sách này cho giúp cho bạn có được cái nhìn mới mẻ hơn về những cái vấn đề thế này rất là tuyệt vời, và mình phải công nhận là có một số cái tư tưởng mình thấy nó khá là hay. Nếu bạn thấy cái có đồng quan điểm với mình hay bạn thấy video này hay bổ ích, quên bấm like và share video này đến người đó đang cần xem video này, một người đó đang có thể là một người đó xung quanh bạn đang có nhu cầu hoặc là đang rơi vào cái trạng thái người thứ ba hay là ngoại tình, thì có thứ thì anh muốn này để biết hơn về tâm lý của họ hơn
rõ chút xíu về cái lý do, động lực, cái nguyên nhân khiến họ trở nên như thế đó. Và nếu mà lần đầu tiên bạn đến kênh mình, hãy nhấn subscribe cho tôi, bấm đăng ký kênh để bạn không thể bỏ lỡ bất kỳ video nào khác từ kênh mình nữa nhé. Bye bye, hẹn gặp lại.